Tôi sẽ trình bày cái bài tổn thương phổi ở bệnh nhân Covid và ứng dụng trong thực hành lâm sàng. Thì cái phần này thì tôi không nói về chi tiết các cái điều trị liên quan đến thở máy rồi gì nhiều, chỉ có nói về phần các cái ứng dụng mà có thể. Thì đây là nội dung tổn, tỷ lệ tổn thương phổi, cơ chế, phần loại tổn thương và ARDS do nguyên nhân của Covid và do nguyên nhân không Covid khác nhau là cái gì và những cái ứng dụng mà có thể ứng dụng trong điều trị. À, đây là phân chia mức độ nặng theo tổ chức y tế thế giới khác với Việt Nam ở một điểm lần là, là Việt Nam mình chia à, khi SpO2 dưới 94% là nặng và dưới 90% nằm ở chỗ là nguy kịch. Nhịp thở tăng và thở co kéo à, chắc chắn là nặng. xếp xít thì à, mình cũng chia hoặc là sấp sốc thì mình cũng chia nguy kịch. Cũng câu hỏi rất là hay là virus có. Corona là có thể gây nên sepsis hay là không à, thì là đó là một câu hỏi khác thì đây là tổ chức y tế thế giới chia mức độ phân độ như vậy và dựa trên cái này thì rất nhiều nghiên cứu của tất cả các tác giả được được đưa ra. Việt Nam mình có thể khác một chút. À, đây là ba giai đoạn, giai đoạn cấp, giai đoạn bán cấp và giai đoạn trễ. Ở đằng sau này có một cái nữa là hậu Covid mà bây giờ có thể là là hot nhất được quan tâm nhiều nhất và rất nhiều hơn so với lại là covid bây giờ chị mở các phương tiện thông tin thì kể cả Việt Nam cũng như là nước ngoài thì thì điều ghi nhận rằng là bây giờ là là covid đã qua rồi chúng ta có nhiều cái phương tiện để chúng ta control cái đó nhưng mà hậu covid thì vẫn có thể là một cái vấn đề rất là quan trọng và rất nhiều người đề cập đến đặc biệt là là nhiều người mang trong mình cái dấu ấn lịch sử đó nó vẫn còn rất là, là kéo dài ở giai đoạn đầu tiên thì có thể là hầu hết là không có triệu chứng ở trẻ em hoặc là rất là ít hoặc là ở triệu chứng của giai đoạn mình nhiễm virus cấp thì bao gồm có các cái à, tổn thương của đường thở bao gồm có phù phản ứng viêm có thể sốt ho mệt mỏi giai đoạn tiến triển ở đây thì là một cái thâm nhiễm tiến triển sau đó thì là khoảng một thời gian là khoảng 8 tuần sau thì à, 8 ngày sau thì sẽ là một cái giai đoạn viêm cấp ở giai đoạn sau cùng là một cái giai đoạn sơ giai đoạn sơ này có thể là sẽ kéo dài và ở trẻ em thì sẽ có một cái hội chứng viêm gọi là hầu covid ở người lớn có thể sẽ diễn tiến khác đặc biệt là người người già thì tỷ lệ nặng nó sẽ cao hơn ở người lớn bình thường ít bệnh nền hoặc là không có cơ địa thì nó sẽ diễn tiến cũng tương đối là nhẹ nhàng hơn so với là người người già nhưng mà ở trẻ em thì giai đoạn cấp sau đó giai đoạn viêm thì tỷ lệ này cũng sẽ ít nhưng mà có một phần của hậu covid ở đằng sau đó là hội chứng missy thì cũng sẽ sẽ nặng. Khác biệt chính nằm ở của người lớn và của trẻ em là cái gì? Thì khác biệt chính nằm ở chỗ rằng là các cái receptor của uh, ACE hoặc là receptor xuyên màng protein xuyên màng này của người lớn thì sẽ nhiều uh, hơn uh, ở người lớn so với trẻ em. Do đó rằng là tải lượng vi, lượng virus ở trong ở của người lớn chắc chắn là sẽ nhiều hơn và chính vì lượng virus nhiều hơn thì phản ứng viêm ở đây nhiều hơn à, do vậy thì ở đây à, tổn thương viêm này sẽ gây nên huy động nhiều tế bào viêm hơn nhiều tế bào bạch cầu được được đưa đến hơn à, tình trạng tăng tính thấm màng phế nang mau mạch cũng như là tình trạng thoát các cái tế bào viêm vào mô kẻ cũng nhiều hơn tổn thương màng phế nang mau mạch này cũng nhiều hơn và trong khi ở trẻ em thì cái À, nội mạc được bảo tồn hơn và tổn thương viêm tương đối ít hơn. À, do đó là, là quá trình ban đầu viêm có thể không nặng bằng người lớn, tổn thương không nhiều bằng và giai đoạn sơ phổi, tái cấu trúc phổi ở đằng sau đó thì có thể cũng sẽ ít hơn và nhẹ nhàng hơn. À, một người à, nhiễm sạc cov 2 có thể là khỏe mạnh trước đó hoặc là bệnh phổi mạn thì gần như là là, là là có thể sẽ không có triệu chứng và sẽ hồi phục khoảng 5 ngày sau thì biểu hiện sau cái thời gian ủ bệnh từ 5 đến 14 ngày thì anh chị sẽ thấy đây rằng là từ 2 đến 14 ngày thì trung bình là 5 ngày thì sẽ có các biểu hiện của viêm cấp kế đến rằng là một cái giai đoạn tổn thương phổi do bản thân của virus hoặc là tình trạng viêm thì khoảng 8 ngày ở khoảng 20% các bệnh nhân này. Trong số này thì có 5% sẽ tiến diễn tiến đến ARDS hoặc là tử vong hoặc là hồi phục. Trong cái hồi phục này thì cũng có thể là di chứng bởi vì cái cái sơ 30 40 phần trăm bệnh nhân nhập viện sẽ tiến triển ARDS và ở giai đoạn mà của alpha hoặc là của đặc biệt là của delta thì tỷ lệ tử vong ở những giai đoạn đó là rất là cao, đặc biệt là những bệnh nhân được đặt nội khí quản thì có thể đến 85, 95 phần 90 phần trăm là tử vong. Là đây là diễn tiến và hiện nay thì diễn tiến có một cái giai đoạn sau đó là hậu covid. À, Tổn thương thì như thế nào thì virus sẽ xâm nhập vào biểu mô, sau đó virus sẽ tăng sinh tại các cái vùng đường thường là đường hô hấp trên. Ở giai đoạn viêm tại chỗ này thì 80% sẽ thuyên giảm trong vòng 10 đến 14 ngày là các cái triệu chứng diễn tiến thông thường. 20% của bệnh nhân này cũng sẽ diễn tiến đến một cái tổn thương ở phía bên dưới, đường hô hấp dưới, trong đó là có hai cơ chế của tổn thương, một là virus sẽ à, xâm nhập vào và thứ hai là cơn bão là cytokine với rất nhiều cytokine được tham gia và một phần trong các cái những cái tổn thương đó là cuối cùng dẫn đến là AIDS à, và tổn thương có thể đó là à, cuối cùng sau đó thì giai đoạn sơ các cái thay đổi chính trong cái tổn thương phổi dựa trên những cái cơ chế này thì người ta sẽ nhận thấy rằng là thay đổi tưới máu thay đổi là tưới máu phổi xanh trong phổi đó sẽ nhiều hơn à, có thể có cái hình ảnh là sẹp và phù phổi kiểu AIDS À, nếu mà bệnh nhân đó từ thở thì khả năng tổn thương của bệnh nhân nó cũng sẽ nhiều hơn và diễn tiến sau một cái giai đoạn đó sẽ là giai đoạn sơ phổi với lần là tăng tình trạng nặng hoặc là lympho giảm bạch cầu giảm lympho sẽ nhiều hơn à, tăng các cái à, các cái chất mà rối loạn rối loạn điều hòa của hoạt động của lympho này có thể gây nên tăng tạo các cái cytokine này à, các cái mặt cơ này cũng sẽ bị giảm đi trong khi đó sự tổng nhận của neutrophil là rất là cao và các cái à, tế bào viêm khác thì ít hơn à, rất nhiều cytokine cũng như bổ thể và các kháng thể cũng có thể tham gia vào trong cái quá trình tổn thương phổi đó à, diễn tiến của AIDs ở một cái bệnh nhân mà không covid hay là covid cơ bản là như nhau à, cũng với cái thời gian cũng có ba giai đoạn của cái tổn thương này giai đoạn xuất tiết giai đoạn tăng sinh và giai đoạn sơ ở phía sau giai đoạn xuất tiết này cũng có thể có phù có thoái hóa mạng hyaline cũng có thể viêm là mô kẻ và giai đoạn sau đó là giai đoạn hình thành sơ 7 ngày đầu thông thường là có thể là một cái giai đoạn phù nề xuất tiết sau đó là một cái giai đoạn tăng tình trạng viêm và giai đoạn sơ thì diễn tiến ở sau đó và có thể rằng là diễn tiến là kéo dài tùy theo là bệnh nhân nhưng mà nói chung cơ bản là người ta sẽ thấy giống AIDS. người ta ghi nhận rằng là tình trạng huyết khối mạch máu phổi có thể nhiều hơn ở những cái bệnh nhân mà covid À, khi mà virus được xâm nhập, nếu màu xanh này là virus được xâm nhập thì tình trạng tăng các cái chất kỹ, à, các cái cytokine gây viêm và hoạt hóa các cái con đường đông máu hình thành các cái huyết khối trong mạch máu phổi và một số có thể là xuất huyết phổi chúng tôi nhận thấy trên lâm sàng d, -d là thường tăng trong khi các yếu tố đông máu khác thì hoàn toàn là bình thường và đó cũng là yếu tố mà chúng tôi góp phần để mà chẩn đoán cũng như chẩn đoán phân biệt với các cái nguyên nhân khác. Một khi virus mà xâm nhập thì cái các cái cytokine mà thường tham gia được đề cập đến là interleukin 6, TNF alpha là thường được đề cập nhất hoặc là sau đó thì có cũng có thể có các yếu tố của uh, tăng trưởng của các cái dòng của neutrophil và nó sẽ gây nên một cái tổn thương được gọi là tổn thương của lớp nội mạc có thể hoạt hóa các yếu tố mô để gây nên một con đường là hình thành huyết khối. Tổn thương đó cũng có thể tổn thương uh, trực tiếp để gây nên tăng tính thấm màng phế nang là mau mạch. Cũng có thể tổn thương mô. Cũng có thể là một cái tổn thương của uh, nội mạc làm kết dính bạch cầu ở đây và góp phần nên hình thành uh, cuộc. Uh, máu đông, sự tăng nồng độ d này có thể là thứ phát sau khi tiêu sợi huyết nhưng cũng có thể là là nguyên phát do hoạt hóa trực tiếp uh, fibrinogen từ hoạt hóa của plasminogen. Về mức độ trên tổn thương phổi, anh chị thấy ở đây rằng là mức độ mà giảm oxy máu của bệnh nhân có thể là từ nhẹ, có thể là trung bình, có thể là nặng tùy thuộc vào là lượng dịch ở trong đó tùy thuộc vào các cái tế bào chết neutrophin và các cái mô sợi cũng như là tổn thương sửa chữa hoặc là các cái cái sẹo cái mức độ này tương ứng với một là tải lượng của virus lượng virus nhiều hay là ít sẽ ảnh hưởng lên trên các cái triệu chứng lâm sàng tình trạng viêm và do đó rằng là biểu hiện của các cái lâm sàng này cũng có thể là khác nhau bên cạnh đó thì người ta cũng ghi nhận rằng là huyết khối các cái vi mạch càng nhiều ở những cái bệnh nhân mà càng nặng và góp phần vô cái cơ chế đây là tổn thương phổi ở những cái bệnh nhân trên hình ảnh CT thông thường là cái tổn thương ở ngoài vi à, hai đáy phổi hoặc là các cái phế trường ngoài vi sẽ được mô tả là là nhiều nhất các cái vách à, gian thùy nó sẽ dày khoảng 50% là trường hợp màng phổi cũng dày 50% trường hợp kính mờ là hình ảnh mà thông thường nhất là là được thấy nếu mà bệnh nhân ở cái mức độ à, tổn thương phổi mà ít thì anh chị sẽ thấy giống như một cái bệnh nhân bị suyễn vậy đó có thể có hình ảnh xẹp ở các cái thùy dưới hoặc là ở cái hai cái uh, trên hình ảnh ít quang có thể là là cành cái, cái cái bóng tim thì anh chị sẽ thấy rằng là có thể có là tổn thương và thông thường thì tổn thương ở nhiều thùy có thể có cả đông đặc và hình ảnh kính mờ này ở khoảng 58% trực là trường hợp à, đây là một bài báo của Hy Lạp người ta cũng sẽ mô tả rằng các cái tổn thương bất thường khác trong một cái dân số nghiên cứu của người ta ở 298 ca thì có thể có kiss có thể có tràn dịch có thể có hình ảnh hạch có thể có tàu khoan chúng tôi cũng gặp những trường hợp là tràn khí là màng phổi của bệnh nhân trên một cái bệnh nhân mà telemedicine tôi có trình bày tức là bệnh nhân đó là chỉ có tổn thương là tràn khí màng phổi trên một cái bệnh nhân mà thở hfnc là do đó rằng là Uh, mình nghĩ rằng là không có khả năng là do can thiệp thở CPAP hoặc là thở máy gây nên tràn khí mà có thể là đơn thuần là bệnh nhân bị tràn khí bởi tổn thương thì phân biệt ARDS cho nguyên nhân khác thì ở đây là trong một cái nghiên cứu chính với bệnh nhân của COVID và 130 nhân do nguyên nhân khác thì người ta ghi nhận rằng là là tuổi có thể là thấp hơn sốt thì cao hơn rồi trong pin uh, thai này cao hơn Uh, troponin uh, T và procalcitonin của bệnh nhân thì thấp hơn và d, -D -E là, là là tương tự. Thì chúng tôi nhận thấy rằng là ứng dụng trên lâm sàng thì chúng tôi nhận thấy rằng là hồi kia thì mình nghĩ rằng là có thể rối loạn đông máu d, -D -E thì cao hơn và d, -D -E là yếu tố để mà tiên lượng. Tuy nhiên rằng là uh, trước đây thì mình ít đề cập đến rối loạn đông máu tăng d, -D -E ở những cái bệnh nhân là là bị AIDS bởi vì một phần trong đó là AIDS À, đa phần là nguyên nhân là sepsis do đó thực sự là cũng khó phân biệt được rằng là bệnh nhân đó tăng dimer do sepsis hay là tăng dimer do là ARDS ở covid thì tăng dimer một cách rõ ràng hơn tuy nhiên là người ta nhìn thấy rằng là so với bệnh nhân ARDS bình thường thì nó vẫn là tương tự à, dựa trên các cái bio mặt cơ thì người ta đây là một cái ARDS bình thường, đây là một cái ARDS do COVID-19 và đây là một cái ARDS do COVID-19 nặng thì người ta ghi nhận là phản ứng viêm cao hơn và interferon giảm à, tăng lượng tải lượng lượng virus qua đây thì sẽ nhiều hoạt tính viêm nhiều hơn à, có thể là phù nề nhiều hơn và đặc biệt là huyết khối thì có thể là, tăng đặc biệt là ở trong là trong phổi khi mà những cái bệnh nhân nặng thì cái sự hình thành huyết khối của bệnh nhân là cũng nhiều hơn và cũng có thể là cao hơn à, về độ đàn hồi của nhung mô phổi để có thể ứng dụng trong cái chuyện mà điều trị thì người ta ghi nhận rằng là ARDS do nguyên nhân không phải covid hay là covid thì độ đàn hồi của nhu mô phổi cũng tương đương nhau chỉ có 5 đến 7 phần trăm thì được thì cái lâu elasticity của bệnh nhân là của của covid là cao hơn còn trở lại thì cũng tương tự giống như bệnh nhân là AID, cũng như là bệnh nhân AIDS bình thường chúng ta được một tác giả người ý thì ông mô tả là người phân tích của AIDS và được nói rất là lâu và sau đó thì được ứng dụng trong cái điều trị thì chúng ta nhận thấy rằng là à uh, tiếp eo hay là tiếp h, eo ở đây là uh, elasticity này là độ đàn hồi này thấp. Uh, trên lâm sàng thì đi ăn của bệnh nhân thường trên 40 ml trên cm nước. lâu uh, low vq thì có thể là do tắc mạch, có thể do uh, có mạch hay là liệt là phần mặt giảm do vq trên quy của bệnh nhân thấp. Khả năng huy động phế nang của bệnh nhân thấp và ứng dụng trong điều trị thì thường là sử dụng là pip là thấp. Vt của bệnh nhân thì có thể cao cao hơn so với vt của một cái ai của cái cái tiếp h này tiếp h này thì ai thì vt của bệnh nhân thông thường là khoảng 4 đến 6 ml là và ký nằm sắp được thực hiện rất là sớm ở những cái bệnh nhân tiếp e trong khi những cái bệnh nhân này thì có thể thử mốt uh, thông khí ap uh, ap này trước về lâm sàng thì bệnh nhân này hình ảnh ít quang sẽ không có tương ứng với hình ảnh là trên lâm sàng có thể tổn thương phổi rất là ít nhưng mà trên lâm sàng thì bệnh nhân giảm oxy là rất là à, là nhiều thì đó là cái mà người ta trên cái đồ đàn hồi của nhu mô phổi. Một cái phổi bình thường thì đây là tương quan giữa V và Q. Nhưng mà một cái phổi của bệnh nhân COVID đó, thì các cái phế nang, các cái của bệnh nhân cũng bình thường. Nhưng mà mạch máu thì lại là tăng sinh cũng như là, là giãn ra. Và do đó rằng là V trên Q của bệnh nhân là thường thấp. Và do chính vì vậy nó tạo nên một có thể là tạo nên một cái xanh ở trong phổi để cho bệnh nhân uh, hypoxia và bệnh nhân đó vẫn 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 có thể vui vẻ nhưng mà trên tổn thương nhu mô phổi thì mình nhìn thấy thì nó rất ít nhưng mà bệnh nhân vẫn giảm oxy à, một cái bệnh nhân có thể là tiếp tiếp eo tiếp h hoặc là là ở giai đoạn sơ thì khi mà covid thâm nhập vào thì thứ nhất là thâm nhiễm của tiếp eo này là lan tỏa rải rác cả cả hai phổi trong khi và thường là thâm nhiễm ở các cái cái mô kẻ bên cạnh đó thì giảm oxy là bởi vì VQ của bệnh nhân là sẽ giảm cùng với hình thành là huyết khối ở cái tiếp eo này thì tổn thương phế nang là lan tỏa và tổn thương trên ít quang phổi của bệnh nhân là rất là là nhiều cái com ăn của bệnh nhân này là thường tăng à, nguyên nhân có thể nguyên nhân là được nghĩ rằng là có thể tải lượng virus cũng như là các cái cytokine của bệnh nhân ở đây rất là nhiều nếu bệnh nhân đó từ thở thì khả năng tổn thương của bệnh nhân đó nó sẽ nhiều hơn và góp phần vào trong cái chuyện mà là tổn thương. Ở đây thì người ta đo cái độ áp lực, đo áp lực thực quản để người ta có đánh giá mức độ mà từ thở của bệnh nhân có thể góp phần trong cái chuyện tổn thương hay là không. Ở đây là tiếp eo. Nếu bệnh nhân đó từ thở ít thì từ từ ở đây là sao hồi phục. Nhưng nếu bệnh nhân là tiếp eo mà bệnh nhân stress, bệnh nhân từ thở rất là nhiều, kích thích tăng từ thở nhiều thì lượng máu của bệnh nhân có thể về nhiều hơn áp lực trong lòng ngực có thể thấp hơn khi mà lượng máu được về nhiều hơn thì tổn thương có thể từ diễn tiến từ L đó qua H và góp phần vô trong cái chuyện mà tổn thương phổi giảm oxy của bệnh nhân nhiều hơn và sau đó thì diễn tiến có thể là sẽ sâu hơn. À, nếu mà một cái khi virus à, xâm nhập vào gắn qua thủ thể ACE thì tổn thương có thể là ở tế bào thông qua các cái tế bào các cái uh, virus tác động trực tiếp trên các cái tế bào của uh, biểu mô uh, tiếp 2 loại 2 của phổi. Bên cạnh đó thì tổn thương cũng có thể do hoạt hóa các chất gây viêm và tổn thương do chính các cái quá trình điều trị, do chính công thở là của bệnh nhân thì ba cái tổn thương này có thể góp phần lên một cái diễn tiến có thể hồi phục, có thể ổn định hoặc là có thể diễn tiến đến một cái quá trình sơ phổi. Trong tất cả các cái chuyện mà hậu covid thì chúng chị sẽ thấy rằng từ đầu cho đến chân thì sẽ có rất là là nhiều thì sơ phổi cũng là một trong những yếu tố đó có thể các yếu tố liên quan đến bệnh nhân và cũng các yếu tố liên quan đến bệnh để góp phần trong cái cái chuyện sơ phổi thì nếu mà yếu tố liên quan đến bệnh nhân thì người ta thấy rằng là bệnh đồng mắt trong đó tiểu đường cao huyết áp trong đó các cái bệnh ở đây người ta tiểu đường béo phì cao huyết áp bệnh phổi mãn bệnh gan hoặc là các cái vấn đề tim mạch sẽ góp phần vô lại các cái yếu tố nguy cơ của cái sơ phổi sau đó à, tuổi lớn hoặc là tình trạng viêm của bệnh nhân rất là cao thể hiện như là một cái phản ứng viêm rất là nhiều những bệnh nhân hậu covid hoặc là những bệnh ở cái giai đoạn mà covid đó thì các cái mặt cơ gây viêm này là thường tăng rất là là cao tương ứng với cái mức độ mà nặng các cái yếu tố liên quan đến đến bệnh có thể là thở máy có thể là ards có thể là thở oxy với các cốc oxy hóa tự do rất là là cao À, bản thân bản chất AIDS cũng là một cái quá trình diễn tiến bình thường mà có thể diễn tiến đến một cái quá trình là sơ phổi à, không kể là covid chứ không phải là, là chỉ có covid mới có thể diễn tiến một cái quá trình là sơ phổi thì đây là một tình trạng tăng đáp ứng viêm còn đây là có thể tổn thương trực tiếp là của virus trên tế bào tăng tính thấm thành mạch tổn thương vi uh, mạch cũng như là suy chức năng là nồi mạc tất cả các yếu tố này góp phần trên hình thành các cái cái, cái sơ và cuối cùng là chắc chắn là bệnh nhân sơ phổi với tình trạng là tăng các cái tế bào tăng các cái cái, cái cái, các cái mặt cơ mà góp phần nên biệt hóa hình thành các cái chất nền của cái mô sơ cũng như là, là huy động các cái tế bào sơ và biệt hóa các cái tế bào sơ là phát triển đây là hai trong 91 là bệnh nhân 91 là bệnh nhân thì hai bệnh nhân được điều trị ngoài trú 25 bệnh nhân được điều trị thì có trong này thì có 49 là bệnh nhân 54 bệnh nhân là sau một năm bài báo này mới đăng năm 2022 thì sau một năm thì người ta ghi nhận rằng là tổn thương trên CT của bệnh nhân vẫn còn như xưa và trong tất cả những bệnh nhân này thì trước ở cái giai đoạn mà Covid đó, thì hai bệnh nhân được điều trị ngoài trú 25 bệnh nhân được điều trị ở khoa thường chỉ 22% điều trị ở ICU. Có nghĩa rằng là cái tổn thương của phổi đó nó có thể bắt đầu tiên ở ngoài trú, có thể ở khoa thường cũng có thể ở ICU và nó cũng có thể rằng là không có có diễn tiến. Sau 6 tháng này người ta thấy 63% bệnh nhân này cũng có không có cải thiện tốt hơn. À, tuổi trên 60, à, COVID nặng và nam là ba yếu tố nguy cơ của cái tổn thương phổi đó mà nó duy trì là kéo dài ở thời gian hậu COVID một cái bất tương hợp VQ mà làm cho VQ nó giảm như vậy thì thông thường nếu bệnh nhân mà ngồi ở tư thế ngồi như vậy thì cái V trên Q đó nó sẽ càng thấp hơn dựa trên các cái radian của trọng lực. Do đó là khi bệnh nhân nằm ra thì sự tái phân bố của các cái máu và và thông khí sẽ giúp cải thiện V trên Q. Có thể là đó là một trong những cái cách mà bệnh nhân đó COVID khi khó thở có thể phải nằm yên ra và hạn chế vận động. Đây là bệnh nhân của tôi 11 tuổi thì bệnh nhân này 80 kg và nó chủ động, nó mệt quá nó chủ động, nó nằm uh, sóc Và khi nằm sấp thì SPO2 của bệnh nhân này nó sẽ cải nó sẽ cải, uh, uh, cải thiện. Uh, tại sao nằm sấp thì nó uh, nó cải thiện như vậy thì khi mà nằm sấp thì khi mà chúng ta nằm ngửa thì chắc là thông khí của vùng lưng của tưới máu của cái vùng lưng của bệnh nhân sẽ nhiều hơn, trong khi thông khí của cái vùng lưng thì sẽ ít hơn, ít hơn do đó là VQ của bệnh nhân nó sẽ giảm. Khi chúng ta nằm sấp thì tưới máu của cái vùng ở cái vùng ngực ở phía trước là rất là ít, tưới máu của vùng lưng sẽ được tái phân bố là trở lại nhiều hơn và thông khí của cái vùng lưng nhiều hơn. Cân bằng đó nó sẽ là một cái cân bằng VQ mới và điều đó sẽ giúp cho cùng với nhiều cơ chế khác trong đó vì cơ nhúi, ví dụ như là cơ chế tác động của tim. Tim có thể tác động trên phổi này nhiều hơn ở tư thế nằm ngửa nhưng mà ở tư thế nằm sấp thì sẽ ít hơn và điều đó giúp cho cải thiện cái À, thông khí. Chúng tôi ứng dụng pip trên này như thế nào? Nếu bệnh nhân mà một cái pip bình thường, phế nang bình thường, mạch máu sẽ bị giãn ra. Một cái pip sẽ giúp cho phế nang căng ra và có thể làm chèn ép các cái mạch máu này, giúp cho lưu lượng máu của bệnh nhân giảm xuống. Do đó chúng ta sẽ lựa chọn bằng cách là chúng ta sẽ tăng cái mức pip cho những cái bệnh nhân mà mà khó thở. Tuy vậy thì mức pip như thế nào là sẽ phù hợp? Thì nếu mà bệnh nhân tiếp eo thì thông thường là pip 6 cho đến 8 bởi vì tổn thương của mô kẻ và một cái tổn thương phế nang không bị tổn thương nếu mà căng quá thì là sẽ gây nên là, là tràn khí và trong cái đợt cấp đợt dịch vừa qua thì chúng ta có rất nhiều bệnh nhân người lớn là bị tràn khí là bằng phổi ở nhi thì cũng sẽ có những bệnh nhân như vậy khi mà đưa tiếp cái mức mà lên là trên 10 là luôn luôn là cẩn thận đối với tiếp H thì tiếp là nằm ở khoảng mức 10 là đến 15 cũng rất may rằng là, là ở trẻ em thì cái tiếp hát này tương đối là ít và ở giai đoạn sơ thì chắc chắn là tiếp sẽ sẽ thấp và cũng chú ý rằng là trong một cái quá trình diễn tiến AIDS từ lúc tổn thương phổi cho đến lúc bệnh nhân mà mà hình thành một cái sơ có thể diễn tiến trong vòng khoảng 10 10 ngày do đó khi mà ở cái ngưỡng trên 10 ngày nếu mà chúng ta vẫn giữ một cái mức tiếp cao thì chắc chắn nguy cơ mà tràn khí của màng phổi của bệnh nhân đó sẽ cao hơn à, chúng tôi ứng dụng cái lưu đồ này để chúng tôi điều trị nếu bệnh nhân giảm mà xúi hấp chúng tôi cho thở oxy nếu bệnh nhân không có à, nếu bệnh nhân đó đáp ứng đáp ứng thì chúng tôi tiếp tục nếu không đáp ứng thì chắc chắn là sẽ à, các biện pháp không xâm lấn và các biện pháp không không xâm lấn sẽ được ưu tiên thì lát nữa thầy Tuấn sẽ nói về cái phần mà HFNC là ở đây chắc chắn là cũng có thể so sánh với lại CPAP hoặc là là BiPAP thì tôi không đề cập à, nếu mà bệnh nhân không đáp ứng thì chúng tôi chủ động đặt nội khí quản sớm và nằm sắp sẽ được à, thực hiện có thể trong ở giai đoạn bệnh nhân còn từ thở, ở bệnh nhân bệnh nhân thở oxy, ở giai đoạn thở CPAP hoặc là ở giai đoạn bệnh nhân là thở máy. Nếu một cái bộ bệnh nhân mà nếu một bệnh nhân được đặt nội khí quản là thở máy thì thì chúng tôi sẽ thở theo phương thức à, với VT của bệnh nhân là thấp, mức PIP ban đầu tiên là thấp, FiO2 duy trì ban đầu tiên có thể hơi cao là một chút, sau đó thì như tùy theo bệnh nhân đáp ứng hay không đáp ứng, chúng tôi sẽ tiến hành là tăng giảm cái mức tiếp này hoặc là tăng giảm IGN hoặc là FPO2 để đạt được SPO2 mong muốn. Ở giai đoạn đầu, giai đoạn đầu thì chúng ta thường mức giữ mức PIP, mức FPO2 của bệnh nhân đạt được từ khoảng 94 đến 98. Thực sự thì oxy cao cũng là một cái một cái tác nhân để gây nên các cái tổn thương phổi. Do đó rằng là, là ARDS trước đây thì chúng ta cố gắng duy trì của một cái cái SPO2 nằm ở khoảng 92 là tối thiểu để mà đạt được nếu bệnh nhân không có đáp ứng thì chắc chắn là chúng tôi thực, thực sự mà trên lâm sàng để có được các cái máy mà đo được các cái com đi ăn của phổi này thì rất là ít cũng như việc mà làm không phải bác sĩ nào cũng làm được do đó chúng tôi sẽ chấp nhận là fpo 2 của bệnh nhân cao hơn một chút và chấp nhận vt của bệnh nhân đi từ khoảng 4 đến là đến 8 mức pip của bệnh nhân tùy theo mức độ trên tổn thương phổi dựa trên kết quả khí máu dựa trên kết quả của ít quang dựa trên kết quả của mức tổn thương mà chúng tôi sẽ cho pip nằm ở khoảng từ 10 từ 6 gió cho đến là 15. Nếu mà tổn thương phối nhiều, chúng tôi dự đoán rằng pip mức tổn thương của cái tiếp này thì mức của pip của bệnh nhân đi từ khoảng 10 cho đến là 15 cm nước. Chúng tôi sẽ xem xét chỉ định ECMO như là biện pháp điều trị cuối cùng cho những cái bệnh nhân này sau khi P/F của bệnh nhân mà giảm kéo dài đặc biệt khi giảm dưới cái mức mà 80 giảm dưới 80, giảm dưới 150 thì là mức xem xét Tuy nhiên là cũng có những bệnh nhân dưới một của chúng tôi mà theo dõi sau đó à, 6 đến 12 giờ bệnh nhân đó thực thử lại và được cải thiện dựa trên mức PIP thì những bệnh nhân đó hầu hết là đáp ứng. Còn những bệnh nhân mà không đáp ứng là những bệnh nhân vẫn duy trì cái mức P trên F dưới 1. À, hít NO có thể là một biện pháp để mà có thể NO sẽ giảm các chất là, là gây viêm và có thể là một biện pháp để điều trị là hứa hẹn. Tuy nhiên là các cái nghiên cứu đang ở giai đoạn 2 tế bào gốc cũng là một biện pháp hiện nay thì cũng đang uh, trong quá trình mà người ta nghiên cứu bởi vì cái tình trạng sơ phổi của bệnh nhân nhiều do đó rằng là tế bào gốc cũng là một biện pháp uh, bởi vì virus sẽ xâm nhập vào tình trạng tăng đông uh, tình trạng phù phổi và hình thành huyết khối cũng như rằng là các cái sáng thương mà tổn thương lớp nội mạc để hoạt hóa con đường là đông máu do đó là heparin trọng lượng phân tử thấp hoặc heparin luôn luôn là thuốc mà chúng tôi xem xét để cho À, trước đây thì người ta quan mình rằng là cho ở trẻ em HM như vậy có lợi hay không và có nguy cơ hay không thì hiện nay thì dựa trên các cái điều trị mà mình thực hiện thì mình thấy rằng là mức độ của bệnh nhân là an toàn với enoxaparin để điều trị một cái sơ phổi thì thứ nhất là corticoid à, cũng như là cái các cái thuốc mà mà spironolactone cũng có thể giảm quá trình là tạo sơ các cái thuốc mà chống quá trình là tạo sơ hiện nay thì đang thử nghiệm và điều trị ở người lớn các thuốc kháng virus là uh, ban đầu hoạt uh, hóa plasmidogen để làm giảm hiện thành các cái là uh, kháng đông cũng như là, là điều trị trong cái chuyện mà mà uh, giảm các cái ngăn ngừa các cái chuyện mà tăng các cái gốc oxy hóa là tự do đây là các cái biện pháp mà người ta nghĩ rằng là có thể cải thiện để cái quá trình sơ phổi tuy nhiên là nhiều trong cái điều trị này thì vẫn đang còn là những ở giai đoạn thử nghiệm và giai đoạn là uh, hứa hẹn thì kết luận thì tổn thương phổi có thể là trực tiếp do virus cũng có thể rằng là à, có thể do quá trình hình thành huyết khối nhưng cũng có thể là do từ thở của bệnh nhân có thể do thở máy và điều trị dựa trên các cái tư thế dựa trên pip điều trị các cái thuốc à, để làm giảm tái lượng là virus phòng ngừa và điều trị huyết khối cũng như không góp phần làm tổn thương của bệnh nhân lên à, như vậy thì cũng góp phần cho cái quá trình mà hậu covid của bệnh nhân và sau này thì bài trình bày của tôi là hết